Chào vâng, em chào bà con, em Thịnh Bến Tre đến từ kênh YouTube Auto Nguyễn Thịnh. Thì trong buổi sáng hôm nay em sẽ lấy thử em xe Innova. Thì hôm qua em có đăng cái clip sơ cho xe này nè. Thì có nhiều anh em kêu em quay xe này biển số đẹp nha, 62898. Thì em sẽ quay sơ một vòng và em lên chạy thử cho anh em xem nha. Đời cuối 2012, form 2015. Xe rất là đẹp nha anh chị nha. Mâm phay, lớp vỏ rất là mới. Tí xíu về em rửa lại. Bây giờ em chạy xuống đây em chỉnh cái camera lại ha. Đó. Đời cao 2015. Quá đẹp luôn. Em lắp rồi. Anh em nhìn túp lô túp ly keo chỉ nè, xe đinh đét nha anh chị, lớp sàn 5D luôn, nguyên dàn ghế da lợp mới luôn, quá là đẹp luôn nha anh chị nha. Xe này là khỏi phải chê ha, hai bay dùng lạnh luôn, trần nỉ bọc simili nữa anh chị ha, hai túi khí nha anh chị nha, giờ mà hiện nó hai túi khí ha, túi khí đâu mà. Thì bây giờ sẽ em lấy thử một vòng cho anh em mình xem, xe hiện tại là không một lỗi nhỏ luôn nha, quá đẹp. Anh em nhìn vô lăng đó nè, đẹp không? Chạy cực kỳ êm luôn. Bây giờ sẽ chạy một vòng cho anh em mình xem nha. Anh em cùng em đi một vòng nha. Máy chạy rất là nhẹ, êm lắm anh chị. Buông ra là chạy liền máy, không có rung lắc gì chứ. Chạy sướng. Đúng rồi, đề cao chạy có khác. Đó, chạy nhẹ du. Không có xỉa, không có rung lắc gì chứ anh chị ha. Vô lăng rất là nhẹ, chạy một ngón tay thôi nha anh chị nha. À, vậy không à, thẳng băng cực kỳ êm luôn. Bây giờ em đang hướng đi là em chạy xuống bãi xe, em chỉnh cái camera lại. Xe này thì có camera lùi, màn hình, nghe nhạc, âm thanh đầy đủ hết. Máy thì lạnh teo ha, cái dàn lạnh siêu lạnh luôn, chạy đã gì đâu á. Với em đi chỉnh cái vô lăng lên nữa ha, vô lăng hơi bị xéo anh chị ha. Đó. Vô lăng này phải nhổ lên chỉnh lại cái nó hơi bị xéo, nó không đẹp, chỉnh lại cái nữa là xong. Rồi em sẽ quay chi tiết em xe này cho anh em mình xem ha. Nó sàn 5D mới, như da mới luôn. Thì xe này chạy ô đô thì đâu để em xem mà chạy như ngàn à. Xe này độ chạy chắc khoảng trăm mấy, 115 ngàn anh chị ha. Ô đô chạy mất 115 ngàn thôi. Vô lăng thì bị xéo này, để em đi chỉnh lại là xong. Xe này thì nó nút bấm rất là mới anh chị ha. Mới tân à. Chứng tỏ xe mình đi ít ha chị ha. Vô lăng không thấy dấu ngoài mòn nhiều nè anh chị nè ha. Là chứng tỏ kết hợp được xe mình rất là ít đi ha. Chạy ô đồ chuẩn không có tua lùa mồ. Thì thôi kết thúc video, em chúc bà con mình buổi sáng an lành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Anh em nào có mua xe thì cứ ở em. Thì bên em thì Innova em còn nhiều, Innova em còn 4 năm xe lận. Anh em mình cứ xuống lựa nha. Giá rất là tốt ha, 7 chỗ giá tốt. Em cảm ơn nha, chào bà con ạ. Bây giờ chị đang chạy vô chợ, đây đông rồi mình không quay được. Dạ.